Xin chào các bạn thân mến. Nếu như các bạn chỉ có 200 triệu nhưng các bạn muốn mua số lượng cổ phiếu trị giá 400 triệu thì các bạn như thế nào? Nếu các bạn chỉ có 100 triệu nhưng các bạn muốn mua giá trị cổ phiếu tới 200 triệu thì các bạn như thế nào? Và nếu các bạn chỉ có 2 triệu đồng và các bạn muốn mua giá trị cổ phiếu tới 4 triệu đồng thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đó chính là vay margin hay còn gọi là vay ký quỹ. Đúng không ạ? Đây là một nghiệp vụ của công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay để mua cổ phiếu các bạn nhé. Đơn giản khái niệm về vay margin nó như thế các bạn ạ. Rất là dễ đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ cần phải có những cái lưu ý như thế nào khi vay margin. Trong cái video ngày hôm nay, Hòa sẽ chia sẻ rất là chi tiết cho các bạn về cách để vay margin tại công ty chứng khoán TCBS các bạn nhé. Chỉ nói về vay margin tại TCBS thôi. Và những vấn đề các bạn cần phải quan tâm là gì đúng không ạ? Thứ nhất là tài sản thế chấp hay là ký quỹ. Khi bạn vay ấy, là các bạn phải có tài sản thế chấp đó. Và tài sản thế chấp ở đây bao gồm hai thứ các bạn nhé. Một chính là tiền mặt của các bạn và hai chính là cổ phiếu. Và cái cổ phiếu này phải là cổ phiếu được chấp nhận làm tài sản. Đó. Mình lưu ý là cổ phiếu phải được chấp nhận các bạn nhé. Nếu cổ phiếu không được chấp nhận thì không thể dùng làm tài sản đảm bảo được. Đúng các bạn. Các bạn hãy lưu ý này. Ở trên cái ứng dụng TC Invest là khi các bạn mua bằng cách vay margin thì toàn bộ tiền mặt này và cổ phiếu này các bạn phải chuyển sang cái tài khoản, nó gọi là tài khoản ký quỹ. Đó. Các bạn phải chuyển tiền sang tài khoản ký quỹ và chuyển cổ phiếu sang tài khoản ký quỹ. Các bạn hãy xem cái hướng dẫn của mình chia sẻ cho các bạn hãy nhìn này, hãy vào phần chuyển tiền để chuyển từ tiền mặt sang tài khoản ký quỹ và hãy vào phần cổ phiếu để chuyển khoản cổ phiếu sang tài khoản ký quỹ các bạn nhé. Nó chỉ có hai cái thao tác rất là đơn giản như vậy để các bạn có thể sử dụng tài khoản ký quỹ này để mua cổ phiếu đúng không ạ? Và trong cái màn hình đặt lệnh cổ phiếu ấy ạ, là các bạn hãy lưu ý các bạn mua cổ phiếu các bạn chọn tiểu khoản là tiểu khoản ký quỹ các bạn nhé. Hãy chọn cái tiểu khoản ký quỹ. Hãy chọn cái tiểu khoản ký quỹ này để đặt lệnh mua cổ phiếu. Thì lúc đó các bạn mới gọi là vay margin và cổ phiếu của các bạn nó sẽ nằm trong tài khoản ký quỹ các bạn nhé. Vậy thì những cái tài sản như là cổ phiếu này mà dùng làm tài sản đảm bảo thì liệu có bán được không? Đúng không? Có bán được không? Được không? Các bạn sẽ đặt câu hỏi này, đúng không nào? Tôi có một danh mục các cổ phiếu, tôi chuyển sang thế chấp để tôi mua một cổ phiếu mới. Hay cái cổ phiếu mới tôi mua về, tôi có bán được không? Khi mà tôi đang vay, đang thế chấp như này, thì câu trả lời là có bán được. Các bạn nhé, bán được các cổ phiếu này và tiền về thì sẽ được dùng để trả nợ vay. Các bạn lưu ý nhé, tiền về khi các bạn bán thì được dùng để trả hết nợ vay đó các bạn nhé. Hãy lưu ý là vẫn bán được và trả nợ vay, đơn giản như vậy thôi đúng không ạ? Vấn đề thứ hai mà Hòa nghĩ là ai cũng rất quan tâm đó là gì? Khi thị trường chứng khoán giảm thì sao? Down, down. Thị trường down thì sao? Đúng không ạ? Thị trường down thì xử lý như thế nào?
đúng không ạ? Xử lý khi giảm đảm, đúng không ạ? Đã giảm đấy ạ, giảm giảm. Thế thì có một cái chỉ số mà các bạn phải rất là quan tâm, đó chính là RTT. RTT bằng cái gì? Giá trị tài sản cổ phiếu. Tài sản cổ phiếu chia cho tổng nợ vay. Bạn phải lưu ý cái tỷ lệ này. Nếu mà RTT bằng 85% thì bạn sẽ được gì? Cảnh báo ngay. Bạn sẽ được cảnh báo là cái giá trị tài sản cổ phiếu của bạn thế này nó đã chạm mốc rồi. Và nếu cái RTT này bằng 80% là bạn bị bán sạch cổ phiếu. Bán sạch cổ phiếu các bạn nhé. Các bạn nên nghĩ là về bán sạch cổ phiếu để trả nợ vay các bạn nhé. Hãy lưu ý lên như thế. Và đừng để cái này xảy ra. Và cái việc mà tỷ lệ là 80% thì người ta gọi là fork sale. Fork sale. Đây là một cái thuật ngữ, tức là bán xử lý tài sản để thu hồi nợ vay. Cái RTT này là có thông báo rất là chi tiết cho các bạn ở phần tổng quan nợ vay, là các bạn có thể thấy được, hoặc là gì, thông báo trên ứng dụng cho các bạn rất là rõ ràng, các bạn yên tâm. Thì các bạn chỉ quan tâm đến cái RTT này đó. Còn nếu các bạn muốn hiểu rõ về cái giá trị tài sản cổ phiếu này thì các bạn sẽ phải hiểu thêm một chút là cái tỷ lệ mà Techcom Security họ tính với cái giá cổ phiếu trên thị trường này. Đó, họ mới có tỷ lệ, không phải là cái giá của các bạn đang giao dịch ở trên thị trường đâu, không phải là cái giá mà đang hàng ngày là cái giá trị tài sản cổ phiếu đâu, không phải như thế đâu nhá. Giá trị tài sản cổ phiếu sẽ được tính bằng giá cổ phiếu và một cái tỷ lệ tài sản để tính làm tài sản thế chấp này, đó các bạn nhá. Thế thì trong cái ứng dụng PC Invest họ có mô tả rất dễ cái này, nhưng đối với mình chỉ quan tâm cái này thôi, đúng này, bởi vì họ tính sẵn cho mình rồi, mình quan tâm cái này làm cái gì, chi tiết cái này làm gì, tiệm tính đúng tính sai làm gì, bởi vì hệ thống máy nó tính mà, máy nó tính thì luôn là chuẩn. Bạn hãy quan tâm cái RTT này, cái tỷ lệ giờ RTT này trong cái phần tổng quan nợ của các bạn, hãy nhớ cái này. Vào cái phần vay margin này các bạn biết ngay. Đấy, vào cái phần vay margin các bạn nha. Hãy vào cái phần vay margin. Đây ạ. Vào phần vay margin này là sẽ thấy ngay cái phần tổng quan nợ của các bạn. Đấy. Hoặc các bạn vào cái phần tài sản, vào tổng quan nợ là biết ngay cái RTT, cái tỷ rất là quan trọng để khi các bạn vay margin. Như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ cho anh chị và các bạn rất là chi tiết những cái điểm cốt lõi quan trọng khi mà bạn vay margin. Còn về lãi suất, về các cái danh mục cổ phiếu thì Hòa có một cái video chi tiết đây, các bạn có thể xem thêm nhá. Mình chia nhỏ ra để các bạn dễ hình dung, dễ xem xét để các bạn quyết định các bạn đầu tư. Các bạn có thể, cái video này rất là hay không ạ? Nếu hay thì hãy tặng cho Hòa một cái like để lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa, tới rất nhiều các nhà đầu tư trong cộng đồng, để mọi người có cơ hội được đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam. Ở Việt Nam hiện tại mới chỉ có khoảng 3 đến 5 triệu tài khoản thôi, còn rất nhiều, và mọi người mong muốn được trải nghiệm, được làm giàu cho mình, hãy like giúp Hòa nha. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ các cái video mới nhất mà Hòa sắp chia sẻ thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.